Hello, xin chào tất cả anh em. Nay em test chiếc con Daiwa nha anh em. Con này chống tâm 650 nha. Đăng vàng còn đẹp nha. Này dụng cụ thay máy thì nó có cái tay siết chấu với một tay siết dao nha anh em. Đăng vàng lít me thì còn đẹp. Số dài 1m8, chống tâm 650, hoa băng 460,
ngoài dao 220, ngang băng 300, lỗ 52, mâm cặp 190, khoa cho thuận. Video nha. Anh em nào làm con này thì liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên tiêu đề nha. Rồi nhiều, còn mấy con này thì khách đặt cọc rồi. Đang chuẩn bị giao rồi nha. Hai con mới về hôm qua nè, hôm qua về ba con mà khách chốt một con chở đi rồi, còn hai con đang vệ sinh nha nè. Đây, chào tất cả anh em.